3 vũ khí tinh thần của Đức Mẹ Fatima để chấm dứt chiến tranh. Dịch bệnh Covid-19 chưa qua đã để lại biết bao nỗi đau mất mát, cũng như hơn 6 triệu người đã nằm xuống. Và nay lại xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ra những hành động chiến tranh cùng với sự đau khổ để lại của nó. Người Công giáo được kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình, và chúng ta có một vũ khí tinh thần mà Đức Mẹ Fatima đã để lại cho chúng ta. Trong lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào năm 1917, giữa lúc chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra từ năm 1914 đến năm 1918, đã gây ra những thảm họa hết sức nặng nề đối với nhân loại. Khoảng 1,5 tỷ người bị cuốn vào vòng khói lửa, 10 triệu người chết, trên 20 triệu người bị thương, nền kinh tế châu Âu bị kiệt quệ. Trong bối cảnh kinh hoàng như vậy, Đức Mẹ Fatima đã hiện ra và chỉ cho cô bé Lucia rằng có điều gì đó đặc biệt mà cô phải làm để ngăn chặn chiến tranh. Đồng thời, cô bé nói rằng nếu họ không làm theo những gì Đức Mẹ khuyên, thì một cuộc chiến tồi tệ hơn sẽ đến. Kính thưa quý vị và anh chị em, mặc dù những cảnh báo này có bối cảnh lịch sử rõ ràng, nhưng lời khuyên của Đức Mẹ Fatima năm 1917 vẫn cần thiết mọi lúc cho chúng ta trong thế giới hôm nay. Đặc biệt là khi thế giới chứng kiến chiến tranh vô nghĩa đang xảy ra giữa Nga và Ukraine. Và sau đây là thông điệp mà Đức Mẹ Fatima nói cho chúng ta. Trong thông điệp này, Đức Mẹ đã đưa ra lời khuyên chính để kết thúc chiến tranh bằng vũ khí thiêng liêng. Thứ nhất, ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa bằng chính hành động ăn năn, hoán cải và sửa chữa bản thân. Thứ hai, hãy siêng năng lần hạt măng côi. Thứ ba, tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria. Từ Fatima, Đức Mẹ đã truyền đi thông điệp cho cả thế giới như một điều kiện khẩn thiết để thế giới được hòa bình. Hãy siêng năng lần hạt, hãy cải thiện đời sống, hãy tôn sùng trái tim mẹ. Chiến tranh thế giới kết thúc vào tháng 11 năm 1918. Người ta tin chắc đó là do quyền năng của Đức Mẹ. Đất nước Bồ Đào Nha và châu Âu được hòa bình. Và hôm nay, ngay lúc này, chúng ta, những Kitô hữu, hãy cùng nhau làm theo thông điệp của Mẹ Fatima. Hãy siêng năng lần hạt, hãy cải thiện đời sống, hãy tôn sùng trái tim mẹ, để không chỉ cứu lấy hòa bình cho Ukraine, mà cứu lấy hòa bình thế giới, hòa bình cho quê hương, cho dân tộc, mỗi người chúng ta.